Chào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng tiếp theo. Bài tiếp theo chúng tôi sẽ nói về phát hiện và xử trí biến chứng sau can thiệp động mạch vành. Các bạn nhìn cái hình ảnh này thì các bạn cũng thấy rằng đối với cả bác sĩ can thiệp cũng như bác sĩ lâm sàng thì biến chứng coi như luôn luôn là vấn đề ác mộng, và chúng ta không thể ngủ yên được nếu sau khi chúng ta làm gây ra biến chứng cho bệnh nhân. Thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái tỷ lệ biến chứng có cao không, mà có đáng sợ không, và làm sao để chúng ta có thể ngủ ngon giấc sau khi các bác sĩ chúng ta tiến hành can thiệp mạch vành. Và đây một cái phân tích sổ bộ của Hội Tim Mạch Mỹ thống kê năm 1990 trên hơn 59.000 bệnh nhân với tất cả những trường hợp mà có thông tin mà chùy vành, thì thấy rằng cái tỷ lệ biến chứng thì xấp xỉ khoảng 1,7%. Và trong những cái ca mà tiến hành can thiệp thì đây thống kê của châu Âu 2016 thì cái tỷ lệ biến chứng chung là xấp xỉ 3,36%. Vào cái thời đại trước đây thì người ta thấy rằng là những trường hợp phải phẫu thuật cầu nối chủ vành cấp cứu trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2000 thì có khoảng 41 ca thôi, là tỷ lệ khoảng 0,7%. Và sự phát triển của khoa kỹ thuật, của bác sĩ, của kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là theo thời gian thống kê từ năm 79 đến 2003 thấy rằng là cái tỷ lệ biến chứng phải tiến hành phẫu thuật cầu nối chủ vành thì càng ngày càng giảm. Và các loại biến chứng liên quan đến can thiệp mạch vành thì có 3 loại biến chứng chính. Thứ nhất là biến chứng liên quan đến động mạch vành, là sau khi chúng ta tiến hành can thiệp hoặc nong bóng hoặc đặt stent thì có thể gây hiện tượng tách thành động mạch vành, tách tại chỗ sau khi chúng ta nong bóng, vì bản thân nong bóng là gây cái nứt vỡ cái mảng xơ vữa. Hoặc là khi chúng ta đặt stent mà chúng ta không phủ hết tổn thương thì ở các dừa stent thì gây hiện tượng tách thành. Và biến chứng có thể xảy ra ngay trên bàn là biến chứng tắc mạch cấp. Biến chứng nữa mà các bác sĩ can thiệp rất là sợ, đặc biệt thì chúng ta can thiệp ở những cái chỗ mạch nó gấp góc vôi hóa, chúng ta phải dùng các dụng cụ đặc biệt, phải dùng máu lực cao để hiện tượng vỡ động mạch vành. Và biến chứng cho quá trình đặt stent như là dơ stent, gãy stent, huyết khối trong stent. Và biến chứng thuyên tắc mạch đoạn xa là sau khi chúng ta nong đặt stent thì nó gây hiện tượng nứt vỡ mảng xơ vữa, thì tạo thành những cái mảng xơ vữa nhỏ nó thể trôi ra gây tắc mạch đoạn xa. Hoặc ở những trường hợp mà chúng ta can thiệp động mạch vành cấp cứu thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì do cái hiện tượng huyết khối sau khi chúng ta đưa bóng vào chúng ta nong lên thì nứt vỡ huyết khối đấy, huyết khối trôi đoạn xa gây tắc mạch. Mà một biến chứng nữa là liên quan đến vấn đề chọc mạch máu, là biến chứng tại vị trí vết chọc. Là trước đây chúng ta hay can thiệp các đường động mạch đùi chẳng hạn, thì đây là biến chứng khá thường gặp và gây quan ngại và tăng tỷ lệ tử vong. Thì hiện nay thì đến 90%, hơn 90% chúng tôi đã tiến hành can thiệp vào đường đồi quay, thì chúng ta đã hạn chế rất nhiều cái hiện tượng biến chứng có vết chọc. Còn nếu trường hợp chúng ta phải can thiệp được mạch đùi thì có một số các dụng cụ đóng mạch, ví dụ như là angiosin, perclo vân vân, thì cũng hạn chế được hiện tượng chảy máu tại vết chọc. Nhưng có biến chứng nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, sau khi chúng ta tiến hành can thiệp mà thấy hiện tượng mất máu cho bệnh nhân, chúng ta phải lưu ý rằng là có phải do vị trí chảy máu tại vị trí vết chọc hay không, hay là chảy máu ở những vị trí khác. Ví dụ chúng ta đưa cái dây dẫn qua có thể gây hiện tượng gây thủng cả động mạch tạng, và có những trường hợp chúng tôi đã gây hiện tượng mất máu và chụp đi một loạt tìm các loại không thấy, sau khi chụp CT scanner thì phát hiện ra là gì, có hiện tượng vỡ ở động mạch thận, là do vì chúng ta đưa cái dây dẫn qua mà chúng ta không soi hình thì cái dây dẫn đấy chọc vào động mạch thận và gây xì máu, gây chảy máu ở sáu phúc mạc. Cái nhóm biến chứng thứ ba là một nhóm biến chứng khác, thì những biến chứng mà bệnh thận do thuốc cản quang, đột quỵ, rối loạn nhịp, nhiễm trùng và phơi nhiễm tia. Và đi đến phần biến chứng thì chúng ta phải hiểu để làm thế nào, có 3 bước để chúng ta hiểu cái vấn đề biến chứng, đó là gì? Chúng ta phải phòng ngừa biến chứng, thứ hai là phải nhận ra nó, thứ ba là nếu xảy ra biến chứng thì chúng ta xử lý ra sao. Và biến chứng đầu tiên tôi muốn đề cập đến các bạn đó là biến chứng liên quan đến tắc mạch cấp và huyết khối ở đoạn xa. Và khi biến chứng mà tắc mạch cấp gây huyết khối đoạn xa thì gây những biến cố gì? Thì gây tình trạng là gây nhồi máu cơ tim, và về lâu về dài có thể gây rối loạn chức năng thất trái, và có rất nhiều trường hợp nó gây tắc mạch mà ta không thể khôi phục lại được thì phải phẫu thuật cầu nối chủ vành cấp cứu, và thậm chí có thể gây đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Và các nguyên nhân gì mà có thể gây tắc mạch cấp như thế thì thường là do ban đầu là do tách cái thành mạch vành khi chúng ta tiến hành can thiệp. Và cái tách cái thành mạch vành đấy là do cái mảng xơ vữa bị nứt vỡ ra. Và nguyên nhân là do chúng ta dùng cái bóng ra nong chỗ mảng xơ vữa để cho nong rộng ra thì nó gây cái nứt vỡ cái mảng xơ vữa đó. Hoặc là do đặt stent như tôi đã nói đấy,
Đó là stent ta không phủ hết tổn thương, chúng ta gây tắc ở chỗ cái rìa stent, có thể ở rìa đầu hoặc là rìa xa. Và nguyên nhân khi chúng ta tiến hành can thiệp chúng ta không cẩn thận, chúng ta đưa guiding catheter vào cái đầu lỗ mạch vành chẳng hạn, có gây tách ở ngay cái lỗ ở thân trung hoặc là lỗ của động mạch vành phải. Và khi chúng ta lái cái dây dẫn qua tổn thương, chúng ta không đưa vào lòng thật, chúng ta lái vào lòng giả, thậm chí lái xuyên ra ngoài gây tách thành, và khi chúng ta dùng bóng nong lên. Và đây một số các hình ảnh minh họa cho các bạn những trường hợp bị tách thành động mạch vành. Đây là một cái hình ảnh tổn thương động mạch mũ hẹp rất là khít, và khi chúng ta đưa dây dẫn qua sau khi nong bóng thì cái hiện tượng tách thành này. Và nếu có xảy ra tách thành này thì chúng ta phải đặt stent ngay. Và lưu ý rằng là nếu chúng ta có can thiệp và đặt stent từ vùng lành đến vùng lành thì chúng ta mới phủ hết được cái chỗ mà gây tách thành động mạch. Và đây là một hiện tượng có tách ngược dòng thân trung động mạch trái. Đây cũng là tổn thương của động mạch mũ. Và sau khi chúng ta đưa dây dẫn qua, đưa bóng vào nong này, và có hiện tượng gì đây? À, tách ngược lên từ cái động mạch mũ này, tách ngược lên thân trung. Thì đó chúng ta phải tiến hành nhanh đặt một stent để phủ hết các tổn thương. Và lưu ý đối với cả các bạn, đặc biệt nếu có các bác sĩ can thiệp ở đây, khi chúng ta tiến hành can thiệp, chúng ta đưa các guiding catheter, đặc biệt là guiding amplas, tức là cái đầu của nó hơi cong lên, thì nó có giá trị là support rất là tốt để cho bác sĩ can thiệp tạo thuận ổn định trong quá trình đưa dây dẫn, đưa dụng cụ, đưa bóng stent vào. Nhưng có nhược điểm là cái đầu vì nó gập như thế này nó dễ gây tổn thương ở lỗ mạch vành. Và đây là hình ảnh thì chúng ta nhìn rõ đây, cái hình ảnh tách ở lỗ mạch vành khi chúng ta đưa cái guiding catheter vào lỗ đây. Và đây là thân trung, tách ngay ở chỗ thân trung lan đến đoạn 1 lên tới trước. Và lúc đó thì chúng ta phải tiến hành can thiệp ngay, vì nếu gây hiện tượng acute flow, ta tắc mạch cấp mà tắc thân trung thì có thể gây ngừng tim ngay trên bàn. Và để đề phòng những trường hợp đó thì trong quá trình can thiệp thì các bạn cần lưu ý rằng là chúng ta phải theo dõi cái đường cong huyết động. Và đây là đường cong huyết động bình thường. Chúng ta nhìn rõ gì? Các đường của động mạch chủ đủ cả pha tâm thu tâm trương. Và khi cái guiding catheter vào nó gây bịt một phần thành mạch thì gây hiện tượng là thất hóa. Còn nếu cái guiding catheter nó bịt hoàn toàn thì hiện tượng mất áp lực. Đây chúng ta mà khi đặc biệt nếu trường hợp mà mất áp lực này mà chúng ta lại bơm thuốc cản quang thì vô hình chung lúc đấy cái guiding catheter này nó chạm vào cái thành mạch rồi, và chúng ta bơm cản quang vào đó nó gây cái tách mạch ngay tức khắc tại cái vị trí chúng ta bơm. Do vậy khi có hiện tượng là thất hóa chúng ta phải đề phòng rồi, hoặc là hiện tượng mất áp lực thì các bạn phải hết sức cẩn thận là không được test thuốc cản quang, chúng ta phải rút nhẹ ra xoay đi để khi nào có áp lực xuất huyết trở lại thì chúng ta mới test thuốc cản quang để chúng ta phòng ngừa. Còn nếu các bạn test trong lúc mà không có áp lực thì vô hình chung chúng ta gây một cái biến cố do bác sĩ tạo. Và cái biến cố đấy thì người ta phụ thuộc vào mức độ tách này, người ta chia từ tip A đến tip F, từ A, B, C, D, E, F, v.v. Và cái tỷ lệ biến cố tắc mạch do cái tách thành đấy thì càng tip sau càng nguy cơ càng cao. Ví dụ tip A thì tỷ lệ tắc thành khoảng 2% thôi, nhưng nên tip F thì đa số là có hiện tượng tắc mạch cấp, tức là cái tình trạng tách mạch rất nặng nề. Một cái biến cố mà khi chúng ta tiến hành đưa cái guiding catheter hoặc chúng ta can thiệp mà do bác sĩ gây ra, người ta iatrogenic ấy, thì đây là cái tách thành động mạch chủ do bác sĩ gây ra, là càng ngày càng trở nên phổ biến khi chúng ta tiến hành can thiệp càng ngày càng nhiều hơn. Và đây là nguyên nhân thứ phát do chúng ta đưa cái guiding catheter gây tổn thương, và đã khi chúng ta bơm thuốc cản quang khi mà chúng ta gây bịt hoàn toàn cái đầu thành mạch, hoặc là sau khi chúng ta tiến hành can thiệp ở lỗ của động mạch vành, ví dụ lỗ của thân trung, lỗ của mình phải, chúng ta bơm bóng và bóng nó vỡ ra thì chúng ta có thể gây tách ở cái lỗ mạch vành đấy, nó có thể lan lên động mạch chủ. Và chính cái vị trí, tùy theo vị trí khác nhau thì ta chia làm class 1 đến class 3. Class 1 tức là cái tách thành động mạch chủ chỉ ở cái vị trí cái lỗ xuất phát của mạch vành thôi, thì những trường hợp này thì đa số là lành tính. Class 2 thì bắt đầu nó lan từ cái lỗ động mạch vành và lan lên cái động mạch chủ lên. Class 3 là nặng nhất, là hiện tượng gây một cái tách thành động mạch chủ tip A, tức là gì, lan từ cái lỗ động mạch vành đó lan lên động mạch chủ lên và lan tận quai động mạch chủ. Và trường hợp này thì sẽ biến chứng rất nặng và chúng ta phải xử lý như một cái tách thành động mạch chủ tip A, đó là phải phẫu thuật cấp cứu. Và đây hình ảnh một số minh họa để các bạn có thể dễ hình dung ra. Đây mình can thiệp động mạch vành phải, và sau khi chúng ta đưa guiding ra nong bóng ra, cái hiện tượng tách ngay từ lỗ này thì chúng ta thấy rằng cái thuốc cản quang này nó bình thường nó chỉ xuất hiện trong lòng mạch vành đúng không ạ? Thế thuốc cản quang nó láng ra ngoài phía lỗ mạch vành và xung quanh ở chỗ lỗ xuất phát của mạch vành và lan ra động mạch chủ. Và cách để phát hiện như này thì chúng ta nên đặt một stent phủ
từ cái chỗ tổn thương đấy ra ngoài lỗ bịch vành, thì đa số trường hợp này tương đối lành tính. Vì sao? Chúng ta cần bịt cái đường vào rồi thì cái tách này là sẽ không lan rộng ra và không nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân. Và đây hình ảnh tách động mạch class 2, tức là sau khi chúng ta can thiệp nong bóng và thứ vân vân thì có hiện tượng gì? Thuốc cản quang lan rộng lên hướng động mạch chủ lên này. Thì đó chúng ta cũng phải đặt thêm stent phủ ra ngoài. Và cần lưu ý, nếu mà chuyển thành class 2 rồi, chúng ta phải nên chụp CT scanner đánh giá lại hệ thống động mạch chủ. Để vấn đề nguy hiểm nhất là gì? Chúng ta thấy nó lan tiếp lên trên cái cung động mạch chủ hay không và qua động mạch chủ hay không. Thì những trường hợp đấy chúng ta phải xử trí cấp cứu, phẫu thuật cầu nối cấp cứu. Và đây một hình ảnh class 2 có tách đây, chúng ta nhìn rõ sau khi chúng ta đưa guiding vào đây, chúng ta gây tách ngay từ lỗ này và lan lên trên này. Và trường hợp này thì đã xử lý thành công mà đặt stent ở động mạch vành phải. Còn đây trường hợp mà class 3, sau khi chúng ta can thiệp đặt stent thì thấy lạn thuốc cản quang lan tít lên trên và lan lên cả qua động mạch chủ. Nên trường hợp này trường hợp nặng nhất. Đây biến chứng gây tách động mạch tiếp theo là biến chứng gây tắc mạch trong quá trình can thiệp. Và tắc mạch đó có thể gây hiện tượng gì? Không có dòng chảy và gây hoại tử cơ tim. Thì khi chúng ta tiến hành can thiệp theo thống kê ở những can thiệp, đặc biệt là can thiệp ở cái cầu nối tĩnh mạch ấy, thì là cái nguy cơ gây hiện tượng gây tắc mạch đoạn xa là khá là nhiều. Và người ta làm một cái nghiên cứu là nếu trường hợp chúng ta can thiệp, sau khi can thiệp mà làm cái men tim và so sánh với mức độ cái tổn thương thì có một sự liên quan tuyến tính giữa sự tăng men tim với cái mức độ cái tổn thương cái vùng cơ tim. Đó là sau khi chúng ta can thiệp, mà nếu bệnh nhân không phải nhồi máu cơ tim nhé, chúng ta làm cái men tim thì hiện tượng tăng dần lên thì chắc chắn là có vùng cơ tim bị tổn thương, và thường nguyên nhân là do có thể tắc mạch ở đoạn xa. Ở đây một số hình ảnh minh họa, người ta sau khi tiến hành can thiệp đặt stent rất là dài đây, thì người ta chụp cái cộng hưởng từ. Đây hình ảnh trước khi chụp cộng hưởng từ thì không có khuyết túi máu, và sau khi can thiệp đặt stent dài thì có hiện tượng khuyết túi máu ở đây, là chứng tỏ gì? Có vùng cơ tim hoại tử. Ở đây một bệnh nhân khác là hình ảnh trước và sau can thiệp, chúng ta thấy rằng là vùng cơ tim chỉ có hẹp thôi, thì nó không gây một cái nhồi máu cơ tim sau vô hình chung. Sau khi chúng ta tiến hành can thiệp cho người tắc mạch đoạn xa thì cái vùng hoại tử cơ tim. Và để phòng như vậy thì chúng ta phải dùng một số các dụng cụ khác để ngăn ngừa. Trước đây người ta dùng gọi là gì? Cái filter hoặc là bóng, để khi chúng ta tiến hành nong bóng đặt stent ra thì có mạng sơ vữa bị nứt vỡ ra, bị trôi đi, thì cái này nó sẽ chặn lại, à, chúng ta sẽ hút được cái mạng sơ vữa ra và hạn chế được hiện tượng gây thuyên tắc mạch đoạn xa. Một biến cố tiếp theo nữa là không có dòng chảy. Ta sau khi chúng ta can thiệp rất là tốt rồi, nong bóng đặt stent không có dòng chảy vành, thì chúng ta làm thế nào? Thì người ta khuyến cáo là có thể dùng các dụng cụ bảo vệ đoạn xa hoặc là dùng các thuốc ức chế thụ thể 2B3 của tiểu cầu để làm cải thiện cái hiện tượng không có dòng chảy. Và trong trường hợp nếu huyết động suy sụp thì chúng ta nên dùng bóng đối xung được mạch chủ và dùng các dụng cụ hút huyết khối. Còn nếu không có tiếp dòng chảy nữa thì chúng ta nên dùng các loại thuốc giãn mạch, đó là dùng cái Nipret hoặc là chạy kênh canxi, hoặc dùng adenosine. Thì đối trường hợp mà không có dòng chảy thì chúng tôi dùng adenosine thì có cải thiện khá là tốt, vì lúc ấy nó làm gây mở các mạch máu ở vi mạch. Và đây là bảng tổng hợp các cơ chế mà dẫn đến hiện tượng tắc mạch cấp. Và nếu trường hợp chúng ta hiểu biết đấy là có cơ chế rõ ràng thì chúng ta sẽ xử lý theo từng cơ chế. Ví dụ do tách mạch, do tách thành mạch thì chúng ta nên đặt thêm stent vào đó để ta ngăn chặn được hiện tượng tách vị trí đó. Còn nếu do huyết khối thì chúng ta nên tiêm trực tiếp vào động mạch vành các thuốc ức chế thụ thể 2B3 của tiểu cầu. Hoặc trong trường hợp không cải thiện gì nữa thì chúng ta đặt stent để ép huyết khối lại thì chúng ta có thể cải thiện được dòng chảy. Còn trong trường hợp mà nếu không có dòng chảy đơn thuần mà không phải có những cái nguyên nhân cơ học, ví dụ như là tách thành hoặc huyết khối, thì chúng ta dùng các thuốc gây giãn mạch, đó là các thuốc như adenosine, natri prussiat, nicardipine, verapamil. Thì trong tay các bạn có loại thuốc gì chúng ta dùng thuốc đấy, hoặc là các thuốc ức chế thụ thể 2B3 tiểu cầu. Và chúng ta kết hợp thêm dùng các dụng cụ hút huyết khối, là đưa dụng huyết khối vừa tác dụng, tức là bơm các thuốc giãn mạch vào và hút huyết khối ra để hy vọng có cải thiện là tốt hơn. Còn trong trường hợp mà khi chúng ta chụp mạch vành, người ta bơm huyết khối và gây tắc mạch, ta bản thân là bác sĩ chụp mạch vành không đuổi khí tốt gây tắc mạch, thì chúng ta phải dùng gì? Các dụng cụ hút huyết khối để hút huyết khối trôi ra. Còn nếu do hiện tượng mà do co thắt thì ta dùng các thuốc gây giãn mạch. Còn trong trường hợp chúng ta không biết cơ chế nó gây tắc mạch là gì thì chúng ta làm cách nào? Thì đó chúng ta phải đưa một cái microcatheter, tức là cái catheter nhỏ đưa qua cái tổn thương đó và bơm cái thuốc cản quang vào. Nếu chúng ta nhìn rõ cái dòng chảy ở phía đoạn xa rồi thì lúc đó không có vấn đề gì cả, chúng ta chỉ cần quay trở lại fix lại cái tổn thương đó,
ví dụ chúng ta nong bóng đặt stent thì chúng ta hoàn toàn khôi phục được. Còn nếu trường hợp chúng ta bơm mà không thấy gì nữa thì thường là do cái tổn thương vi mạch, thì chúng ta phải dùng các thuốc giãn vi mạch. Một biến chứng rất nặng nề trong quá trình can thiệp, và nếu các bạn đã nghe báo cáo ra ban cũng khá là nhiều, đó là hiện tượng vỡ mạch vành. Và vỡ mạch vành thì thường trong thời đại ngày nay chúng ta dùng rất nhiều các thuốc chống đông. Đặc biệt là chúng ta can thiệp động mạch vành thì đầu, chúng ta dùng thuốc chống đông này, dùng ức chế nguyên tắc tiểu cầu kép này. Và nếu trường hợp huyết khối nặng, chúng ta có thể dùng thêm các thuốc ức chế thụ thể 2B3 tiểu cầu. Thì thấy trong cái nghiên cứu của Cleveland Clinic thì thấy rằng là trong cái thời đại mà dùng thuốc tế 2B3 tiểu cầu thì cái tỷ lệ gây vỡ mạch có phải tăng lên. Do vậy vấn đề vỡ mạch tăng lên kết hợp do cái vấn đề cơ học khi chúng ta tiến hành can thiệp, chúng ta điều trị quá tích cực các thuốc ức chế tiểu cầu. Và phân loại của Ellis năm 1992 thì chia ra làm 3 típ vỡ mạch vành. Típ thứ nhất là có hiện tượng thoát ra khỏi lòng mạch nhưng không có hiện tượng thoát mạch. Tức là đây có hiện tượng nứt vỡ mạch đầy nhưng mà không có hiện tượng thoát thuốc ra khỏi thành mạch. Típ 2 là gì? Có hiện tượng nó bị gây tràn dịch màng tim hoặc là có cái dòng nó chảy ra ngoài nhưng nó không tạo thành cái dòng Z, tức là dòng phụt gây thoát mạch. Còn típ 3 là có hiện tượng thoát mạch một cách rất rõ ràng và cái lỗ đấy nó lớn hơn 1mm. Đây, típ 3 đây. Còn típ 4 tức là nó tràn vào những cái khoang trong xung quanh tim. Ví dụ hiện tượng vỡ mạch có thể tràn vào gì? Các buồng tim, tràn vào màng ngoài tim, tràn vào xoang vành, vân vân. Đó là trường hợp. Típ này là típ nặng nhất. Thì phụ thuộc vào từng típ khác nhau, chúng ta có thái độ xử trí khác nhau. Đối với típ 1 thì tương đối là lành tính. Và chúng ta chỉ cần điều trị là gì? Chúng ta nong bóng đặt stent vào thì chúng ta có thể hàn gắn được ngay vết thương. Còn trường hợp típ 2 thì mặc dù nó có hiện tượng thoát quản đó nhưng nó thường có thể xảy ra muộn. Đây là cái gì? Chúng ta sau khi chúng ta can thiệp rồi, thậm chí chúng ta về rồi, nó gây ra hiện tượng ép tim, thì đó chúng ta phải quay ngược trở lại xem nó có phải là do hiện tượng gây tràn vỡ màng vỡ từ vị trí mạch vành hay không. Còn típ 3 thì nó biến chứng nó gây thoát mạch ngay tức khắc, tức là khi chúng ta sau khi nong bóng hoặc là sau khi đặt stent chúng ta dùng bóng kích thước oversize thì gây hiện tượng thoát quản, thì nó gây một tình trạng là gì? Ép tim ngay tức khắc, thì chúng ta có thể phát hiện sớm, và chính vì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể theo dõi được. Còn típ 4 là trường hợp là thoát quản rất nặng nề gây ép tim, gây tụt huyết áp ngay, thì chúng ta cần phải xử lý cấp cứu. Đó là gì? Chúng ta phải dẫn lưu ngay màng ngoài tim, dùng các dụng cụ mà tôi sẽ trình bày ở các bảng ở sau, tức là các bước chúng ta tiếp cận khi chúng ta gặp trường hợp mà vỡ mạch vành. Thì điều quan trọng chúng ta khá là bình tĩnh để tùy theo từng loại khác nhau và chúng ta có cách xử trí khác nhau. Và các nguyên nhân mà gây ra vỡ mạch vành thì theo cái thống kê của bệnh viện Chris ở Mỹ thì người ta thấy rằng là nguyên nhân chủ yếu có thể là do dây dẫn này, có thể do bóng, do stent và dùng các dụng cụ khoan cắt màng sơ vữa. Và chúng ta dùng cái rotablator chúng ta khoan và dùng cái DCA chúng ta cắt màng sơ vữa có định hướng, hoặc là dùng laser, là những nguyên nhân mà có thể chúng ta gây có thể gây vỡ mạch vành. Và khi vỡ mạch vành rồi thì cái biến cố nó xảy ra sao? Thì có thể đa số trường hợp này nó có thể gây ép tim. Và 2/3 sau đó chúng ta phải phẫu thuật cấp cứu. Phẫu thuật cấp cứu ở đây là người ta mở màng ngoài tim ra để dẫn lưu, người ta khâu lại chỗ bị thủng, hoặc là gây tình trạng nhồi máu cơ tim cấp và tỷ lệ tử vong từ 14-21%. Và thống kê các nghiên cứu trong vòng 8 năm thì các biến cố này thì thường xảy ra tại phòng can thiệp chiếm tỷ lệ là 56%. Và nhưng chúng ta cần lưu ý rằng là 44% là chúng ta mới phát hiện sau khi khỏi phòng can thiệp. Và đây là những cái biến cố các bạn cần chú ý là sau khi bệnh nhân về can thiệp, về tại phòng mà thấy hiện tượng bệnh nhân tụt áp, mất mạch, thậm chí là ngừng tim thì chúng ta cần lưu ý rằng là có phải do hiện tượng vỡ mạch vành hay không. Và cái vỡ mạch vành này nó rỉ rả từ ít một thì lúc đó trên phòng chụp mạch chúng ta chụp có thể không thấy. Nhưng mà khi về thấy hiện tượng bệnh nhân đột ngột mất máu chẳng hạn thì các bạn cần gì? Phải soi ngay bệnh nhân có màng ngoài tim hay không. Nếu chúng ta ở đấy có máy siêu âm hoặc là chuyển xuống cơ sở có thể màng ngoài tim, chúng ta bắt mạch không có. Thì nếu chúng ta soi mà có màng ngoài tim đấy thì các bạn cần xử lý cấp cứu, phải dẫn lưu ngay màng ngoài tim và truyền máu để bù cái lượng dịch đó. Sau đó chúng ta mới tìm nguyên nhân. Tìm nguyên nhân ở đây là chúng ta cần đưa lại phòng chụp mạch để chụp lại, để đánh giá rằng nó rò rỉ ở vị trí nào. Thì thường cái rò rỉ đó có thể liên quan tại cái chỗ chúng ta can thiệp hoặc là cái đoạn xa khi do cái dây dẫn đâm thủng mạch vành.
Và khi bị tắc mạch, bị vỡ mạch vành như thế thì một biện pháp là ta dùng cái stent, cái cover stent ấy, người ta bịt lại thì người ta cải thiện là rất là tốt. Và đây một số cái hình ảnh mà cái tắc mạch gây vỡ mạch ở đoạn xa đây, người ta đấy là do cái hiện tượng là do dây dẫn nó gây hiện tượng rò rỉ mạch đoạn xa. Và những trường hợp này nếu chúng ta sau khi chúng ta chụp mà ta nhìn không kỹ chẳng hạn, ta rất dễ bỏ sót. Đặc biệt nếu cái dòng nó quá nhỏ. Và khi chúng ta về mới phát hiện ra là cái lượng màng tim của bệnh nhân cứ dần dần tăng lên thì chúng ta cần quay ngược trở lại rằng có phải dây dẫn nó gây đâm thủng không. Đặc biệt nếu chúng ta can thiệp bằng những cái tổn thương phức tạp tắc mãn tính chẳng hạn, chúng ta dùng một số dây dẫn có ngậm nước, dây dẫn cứng thì chúng ta dễ khả năng xuyên thủng mạch vành ở đoạn xa. Và trong trường hợp này thì chúng tôi đã tiến hành người ta đưa cái, đây là cái pigtail, cái tẻ dẫn lưu màng tim, và người ta đưa cái dẫn vào đây và người ta bơm gì tiểu cầu là gây cái tắc mạch. Và đây là hình ảnh minh họa bệnh nhân can thiệp tắc hoàn toàn mãn tính. Thế đây chúng ta thấy là tắc hoàn toàn mãn tính đây, và người ta đưa cái dây dẫn qua tổn thương. Và sau khi đưa dẫn qua tổn thương, nó dùng quả bóng nhỏ thôi 1.5, thì sau khi nong xong thì có hiện tượng xì ở đây này. Và trường hợp này chúng ta dùng cái coil để bít lại cái chỗ vị trí bị tắc. Và để chẩn đoán trường hợp vỡ mạch vành thì đa số là chúng ta phải chụp để phát hiện. Chụp đấy thì chúng ta thấy cái gì? Các dòng, chúng ta thấy cái dòng gợn sóng, các dòng rét nó phụt ra. Và nếu chúng ta thấy hiện tượng láng cái cản quang ở cái màng ngoài tim thì sau khi can thiệp chúng ta phải xác định ngay là có phải vỡ mạch vành hay không. Nhưng một điều các bạn cần lưu ý rằng là đến khoảng từ 10-20% là chúng ta chụp mạch vành không phát hiện được. Và đây chính là những cái gì, những trường hợp mà khi chúng ta về bệnh phòng thấy hiện tượng ép tim xuất hiện trở lại, hoặc ép tim diễn biến tăng lên, tràn dịch màng tim tăng lên, thì chúng ta cần quay ngược trở lại rằng là có phải chăng là giờ vỡ mạch vành. Và trong đó chúng ta cần phải làm một cái siêu âm tim và chụp lại mạch vành để xác định cái tổn thương. Và khi đã vỡ mạch vành thì chúng ta cái thái độ xử trí ra sao? Thì điều quan trọng là chúng ta phải hỗ trợ lại tuần hoàn bằng cách gì? Là bù lại cái lượng dịch đã mất, dùng các thuốc vận mạch và dẫn lưu dịch màng tim. Vì thường nếu bệnh nhân sau khi có thể đột ngột ngừng tim mà thường do cái lượng dịch nó tăng nhiều quá, nó gây hiện tượng ép tim, thì chúng ta cần dẫn lưu một chút thôi, hút ra khoảng 15-20 thì huyết động hồi phục ngay tức khắc. Và trong trường hợp nếu mà huyết động suy sụp quá, chúng ta phải hỗ trợ thêm bóng ngược dòng động mạch chủ. Và để hàn gắn cái vết bị vỡ thì chúng ta nếu dùng heparin thì chúng ta dùng các thuốc để trung hòa, ví dụ dobutamin sulfate để trung hòa heparin, cái lượng dùng. Và nếu bệnh nhân bị vỡ và chúng ta phát hiện ngay trong phòng can thiệp thì chúng ta rất dễ xử lý. Đó là gì? Đang dùng cái bóng đấy mà sau khi chúng ta bơm cái bóng lực lên nó gây vỡ mạch vành, chúng ta dùng ngay cái bóng đấy, chúng ta bơm áp lực thấp hơn để bóng tác dụng giữ lại. Và do đó chúng ta sẽ đánh giá lại là chúng ta sẽ chọn tiếp biện pháp như sao. Và phụ thuộc vào cái vị trí bị tắc hay là chúng huyệt động như thế nào thì chúng ta đều có một cái phác đồ khi xử lý đối với các bác sĩ can thiệp. Nếu huyệt động mà ổn định thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta xử lý. Đó là gì? Chúng ta cứ bơm cái bóng lên, bơm bóng lên nhiều lần. Và nếu trường hợp bệnh nhân hàn gắn rồi thì thôi, chúng ta có thể theo dõi chụp lại 5-10 phút. Thậm chí những trường hợp vỡ mạch vành như type 1 chúng tôi đã nói thì đa số lành tính, chỉ cần chúng ta bơm bóng 10-15 phút, chúng ta chụp lại kiểm tra lại, nếu không hiện tượng rõ gì thì thậm chí chúng ta cho vào phòng cấp cứu để theo dõi. Còn trong trường hợp nếu không ổn định thì chúng ta phải gọi ngay cả kíp cấp cứu đến để tham gia hỗ trợ. Đó là gì? Chúng ta phải bù dịch, các bác sĩ hồi sức hỗ trợ cùng ta, và trong đó chúng ta mới xác định rằng cái vị trí nó bị vỡ, bị rò rỉ ở đâu. Và người ta chia thành 4 cái vị trí để chúng ta xử lý tình huống. Thứ nhất là vị trí ở cái đoạn xa của cái nhánh chính thì chúng ta xử lý ra sao? Ở cái đoạn rất là xa nhá, thì thường cái biến cố đấy thường là do cái dây dẫn khi chúng ta lái, chúng ta đâm xuyên thủng mạch vành. Thì chúng ta có một số cách chúng ta xử lý, đó là gì? Chúng ta dùng các hạt vi mạch để bịt ngay cái chỗ nó rò rỉ đã tắc. Thứ hai là chúng ta dùng coil. Thứ ba là chúng ta bơm cái hỗn dịch thrombin, nó tạo thành huyết khối để gây tắc mạch. Còn trong trường hợp chúng ta không có dụng cụ đấy, chúng ta có thể lấy mỡ tự thân của bệnh nhân. Chúng ta dùng mỡ tự thân, chúng ta cắt ra một đoạn nhỏ này, nó cắt đấy rất là nhỏ, chúng ta dùng microcatheter, đưa cái micro ra đoạn xa, chúng ta dùng cái mỡ đấy, chúng ta đẩy cái dây dẫn, đưa cái mỡ đấy, chúng ta gây tắc hoàn toàn cái mạch đoạn xa, chúng ta bịt được. Còn trong trường hợp nó là gây tắc của nhánh bên thì chúng ta phụ thuộc vào cái vùng tưới máu lớn hay là nhỏ. Nếu cái vùng tưới máu nhỏ đấy thì chúng ta có thể dùng các biện pháp tương tự
như đối với tắc mạch ở nhánh chính, đó là dùng hạt, dùng coil, dùng mỡ tự thân. Còn nếu cái vùng tế bào nó nhỏ quá, chúng ta không đánh giá, nó không quá lớn, không cần phải cứu, thì chúng ta có thể đặt một stent cover đây. Ví dụ tắc ở đây, chúng ta stent cover nó bịt luôn cái nhánh chính này, nhánh bên này luôn, để chúng ta bảo vệ là không có dòng máu qua đây nữa. Còn trong trường hợp nó bị ở đoạn đầu của nhánh bên, thì chúng ta ngoài cái biện pháp mà gây tắc mạch, chúng ta có thể dùng cái cover stent bịt nó này. Còn trường hợp mà nó gây tắc, nó gây vỡ mạch ở cái đoạn đầu của nhánh chính thì như thế nào? Thì nó phụ thuộc vào nó tổn thương có chặt 3 hay có chặt 3. Nếu không có chặt 3 thì chúng ta vỡ ở chỗ nào, chúng ta dùng một cover stent bịt ở chỗ ấy luôn. Thì đa số trường hợp này chúng ta hồi phục hoàn toàn. Còn trường hợp của nó ở chỗ chặt 3 và cái nhánh ở nhánh bên này rất là lớn, thì đó chúng ta cần phải cân nhắc. Vì sao? Nếu chúng ta đặt cái cover stent này, nó gây mình tình trạng tắc hoàn toàn nhánh bên, và nhánh bên quá lớn có thể gây mình tình trạng nhồi máu cơ tim. Thì đó chúng ta cần phải gì? Dùng một cái bóng bịt tạo và cần phải hội chẩn với ngoại khoa. Lúc đó chúng ta sẽ sửa chữa bằng ngoại khoa, ta làm phẫu thuật cầu nối, hoặc là người ta sẽ khâu lại cái chỗ mạch vành bị vỡ. Và trong cái can thiệp CTO là một cái biến cố, cái nguy cơ gây vỡ mạch rất là lớn. Thì tùy theo là chúng ta can thiệp xuôi dòng, ngược dòng thì cách xử lý sẽ khác nhau. Và điều đặc biệt rằng nếu chúng ta có biến cố chảy máu, đặc biệt là ở can thiệp ngược dòng qua cái tuần hoàn băng hệ, thì nếu cái biến cố chảy máu xảy ra thì đa số chúng ta dùng các hạt vi mạch, dùng coil, dùng mỡ thì ta có thể gây tắc mạch được. Và để bảng tổng hợp để chúng ta khi xử lý những trường hợp có vỡ mạch vành thì ra sao? Nó phụ thuộc vào tình trạng huyết động của bệnh nhân là ổn định hay không ổn định. Thì điều đầu tiên các bạn nên làm là nếu bác sĩ can thiệp, đó là gì? Chúng ta bơm cái bóng tại vị trí vỡ mạch và đánh giá về sống còn. Nếu tình trạng ổn định thì đó chúng ta đưa cái cateter vào và dùng cái cover stent để bịt hoàn toàn cái chỗ mà gây tắc. Còn trong trường hợp mà mạch nó quá là gốc và tình trạng huyết động không ổn định thì chúng ta sẽ dùng một kỹ thuật là kỹ thuật double cateter, tức là vẫn dùng cái cateter cũ để dùng bóng để bịt cái chỗ mạch vành bị vỡ, và chúng ta lái thêm một cái guiding bên cạnh nó. Cái mục đích của đấy là gì? Để chúng ta vừa bịt kín được cái lỗ mạch vành bị vỡ này, và sau đó chúng ta đưa các dụng cụ qua cái guiding cateter thứ hai để hạn chế được cái hiện tượng máu nó ồ ạt chảy ra. Vì sao? Nếu chúng ta dùng phương pháp một guiding thôi thì khi chúng ta xẹp bóng đưa guiding vào thì cái thời gian chúng ta trì hoãn thì máu nó tiếp tục chảy ra. Nếu trường hợp vỡ mạch vành rất là lớn thì chúng ta chỉ cộng một vài phút thôi thì chúng ta có thể mất máu rất nhiều và bệnh nhân thậm chí là ngừng tuần hoàn ngay trên bàn. Thế để trường hợp nó bị chảy máu nhiều nặng nề, chúng ta dùng cái guiding cateter là dùng hai guiding, hoặc là trường hợp chúng ta đưa cái cateter vào sâu, người ta gọi là deep seat, để đưa cái cover stent vào. Cái cover stent thì thường nó cấu tạo rất là cứng, trường hợp chúng ta không để ngoài ta đưa vào rất là khó, thì các bạn đưa guiding vào sâu và nhờ cơ chế này thì chúng ta có thể đặt được cái cover stent cách dễ dàng hơn. Và đây các bạn dễ hiểu đến hình ảnh minh họa đây, một bệnh nhân tổn thương ở bánh mũ và rất gấp vóc và vôi hóa rất là nhiều, và trên hình ảnh OCT người ta phát hiện vôi rất là nhiều đây, và sau khi chúng ta dùng cái bóng áp lực cao để nong thì thấy hiện tượng vỡ mạch, máu nó tràn ra ngoài khoang màng tim. Và trường hợp như thế này, nếu được bệnh mũ thì chúng ta thường là đưa stent rất là khó, thì chúng ta dùng cái kỹ thuật là deep seat, là đưa cái guiding vào rất là sâu, ta lái cái guiding vào sâu, chọn lọc vào bánh mũ. Thì guiding vào có tác dụng gì? Là support cho chúng ta đưa dụng cụ dễ dàng hơn. Thì chúng ta đưa cái cover stent vào sát đây và chúng ta bơm lên, thì sau đó chúng ta hàn gắn nó vết thương. Đây hình ảnh minh họa trường hợp tắc mạch đoạn xa. Và đây là bệnh nhân có can thiệp sau khi chúng ta đưa cái dây dẫn vào, thấy máu nó xì ra ngoài đây, và chúng ta thấy hiện tượng gì? Tamponade rất là rõ, dịch màng tim rất là nhiều, người ta đặt dẫn lưu. Và đây người ta dùng cái máu, dùng cái kỹ thuật là dùng mỡ tự thân, ta lấy mỡ ở dưới da này, người ta cắt nhỏ ra là bơm vào đoạn xa này thì gây tắc mạch hoàn toàn. Một biến chứng tiếp tôi muốn đề cập đến đó là biến chứng về rơi stent. Thì cái stent đặt không đúng vị trí thì rất là nhiều nguyên nhân, là do stent nó không qua được cái tổn thương, stent không nở hết, hoặc là do stent biến dạng khi chúng ta đừng guiding, hoặc stent bị rơi mất. Thì trường hợp mà bị rơi stent đấy thì đa số là an toàn, các bạn không bình tĩnh thôi. Trường hợp rơi stent thì các bạn nên bình tĩnh, không có gì phải quá là lo lắng. Như trường hợp mà vỡ mạch vành thì vấn đề khác, vỡ mạch vành chúng ta phải xử lý rất nhanh, không mất máu rất là nhiều. Còn nếu rơi stent thì các bạn cứ bình tĩnh và chúng ta chọn ra phương pháp. Thì nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc là nếu stent nó vẫn ở trên dây dẫn thì chúng ta nên có thể lấy stent ra được.
bằng các kỹ thuật tôi sẽ trình bày ở cái phần sau. Còn nếu mà stent nó rời ra khỏi dây dẫn rồi thì ta dùng kỹ thuật là kỹ thuật graft, tức là ép stent lại, ta dùng stent khác ép stent ở bên cạnh đấy. Còn trường hợp chúng ta có thể dùng các dụng cụ để lấy stent ra, ví dụ dùng snare hoặc là các dụng cụ để gắp để đưa stent ra ngoài. Và cái biến cố đấy thì theo cái phân tích của Mayo Clinic trên hơn 11.000 bệnh nhân thì tỷ lệ nó khoảng rất là nhỏ, 0,32%, và đa số là bệnh lành tính. Và đây là các kỹ thuật khi chúng ta stent bị rơi thì chúng ta xử lý ra sao. Thì nếu stent vẫn còn trên oai, tức là trên dây dẫn, thì như thế nào? Thì chúng ta chỉ cần bơm cái bóng lên và chúng ta lấy stent ra. Và khi bơm bóng đã xa thì các bạn nên dùng cái stent, cái bóng của stent nó bị rơi ra ngoài nhé, là dùng cái bóng cỡ nhỏ, ví dụ bóng 1.25, 1.5, chúng ta đưa ra đoạn xa này, chúng ta bơm lên thì chúng ta có thể bơm ở đoạn xa thì bản thân cái stent nó giữ đoạn gần, chúng ta chỉ kéo nhẹ nhàng có thể ra được. Đây phương pháp không có gì khó khăn. Còn nếu trường hợp mà chúng ta không làm như thế được thì chúng ta sẽ dùng phương pháp khác, đó là sao? Chúng ta dùng snare hoặc dùng các dụng cụ gắp để chúng ta đưa cái snare vào, xoắn lại, rút ra. Hoặc là chúng tôi có dùng phương pháp là double guide wire, hoặc là dùng rất nhiều guide wire và xoắn, dùng twister, tức là đưa cái nhiều guide wire và xoắn xung quanh stent đấy có thể rút ra được ngoài. Còn trong trường hợp stent nó không ở trên oai thì lúc đó chúng ta mới cần cái phương pháp ví dụ như là dùng stent crushing, tức là dùng stent thêm một stent nữa, ép stent kia vào. Và điều đặc biệt là khi chúng ta dùng stent thì hiện nay có nhiều loại stent, tức là stent kim loại và stent tự tiêu. Thì cái stent kim loại thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn được trên màn hình tăng sáng rất rõ ràng. Còn stent tự tiêu đây thì đây là cái vấn đề rất là khó khăn. Vì sao? Trên màn hình tăng sáng chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ nhìn được cái hai cái golden marker ở phía đầu và phía xa. Thì nếu như hợp như thế chúng ta xử lý ra sao? Thì đây là cái bản tổng hợp của Hội Tim mạch Can thiệp 2019 của châu Âu đã đưa ra một cái hướng dẫn rất là cái chi tiết. Nếu trường hợp mà bị stent bị mất thì nó phụ thuộc vào stent, còn dây dẫn là không có dây dẫn thì chúng ta có cách xử lý khác nhau. Và nếu trường hợp mà stent là stent tự tiêu thì như thế nào? Thì thấy rằng nếu trường hợp chúng ta có thể tìm được thì chúng ta dùng các dụng cụ gắp ra. Còn nếu mà nó lành tính thì thậm chí chúng ta dừng lại không cần phải làm gì hết. Và đây là một hình ảnh stent nó bị biến dạng khi chúng ta tiến hành can thiệp. Đây mạch vành chúng ta nhìn thấy rất là gấp khúc và đưa stent vào. Và khi cái đinh chúng ta đây, chúng ta bơm bóng lên, stent nó biến dạng và chúng ta phải rút ra. Và đây không, chúng ta thấy đây, stent nó bị biến dạng chụt lại ở cái đầu stent. Và điều cần lưu ý là khi chúng ta tiến hành can thiệp ở lỗ mạch vành thì có, nếu các bạn không cẩn thận, có cái hiện tượng chùn đầu stent do guiding catheter. Và đây mình một ví dụ minh họa khi can thiệp ở lỗ thân trung này. Người ta sau khi chúng ta đặt stent, phủ stent thì ban đầu chúng ta nhìn rõ là stent nó phủ hết guiding vào sâu này, nhưng sau khi guiding đưa ra đưa vào chúng ta thấy rằng có hiện tượng một vùng này không được stent phủ. Và nếu chúng ta dùng IVERT thì thấy rằng hiện tượng stent nó bị chùn đầu. Và khi chúng ta đối mặt những cái tổn thương phức tạp, ví dụ tổn thương canxi hóa, và chúng ta cần một số các phương pháp để hỗ trợ, ví dụ như rotablator, thì chúng ta cần lưu ý rằng là nếu dùng rotablator thì chúng ta bác hết sức cẩn thận, vì đấy có một nguyên nhân có thể gây các biến cố. Và các biến cố trong khi chúng ta dùng cái khoan cắt mỏ sơ vữa có thể gây dòng chảy chậm này, có gây tách thành động mạch chủ, gây vỡ mạch vành, và đặc biệt là kẹt cái đầu bơ của rota. Chúng ta đưa đầu bơ vào chúng ta không rút ra được. Thì để phòng ngừa như thế nào? Nếu trường hợp để hạn chế hiện tượng dòng chảy chậm thì chúng ta dùng xu hướng là chọn cái bơ có đường kính nhỏ thôi. Vì người ta quy ước rằng là không chọn cái kích cỡ của bơ quá 80% đường kính làm mạch tham khảo. Còn nếu trường hợp mà tổn thương càng phức tạp thì có xu hướng ta chọn cái bơ càng nhỏ. Vì bơ nó có kích cỡ từ 1.25, 1.5, đến 1.7, thậm chí 2 chấm. Thì các bạn dùng cái bơ nhỏ thôi thì nó sẽ an toàn hơn. Và lựa chọn một cách cẩn thận từng đối tượng bệnh nhân để phòng ngừa. Và khi mạch vành nó bị gấp khúc rồi này thì các bạn cần lưu ý rằng là khi bệnh mạch càng gấp khúc thì chúng ta đưa cái bơ vào thì có nguy cơ có thể gây vỡ mạch vành. Và cái biến cố nguy hiểm nhất khi chúng ta dùng bơ đó là gì? Bơ bị kẹt. Thì bơ bị kẹt thì chúng ta cần lưu ý gì? Đó là sao? Chúng ta cần là nếu chúng ta đưa bơ vào thì các bạn có kỹ thuật là gì? Đưa ra đưa vào liên tục như thế này, không cố định bơ vì nó tăng cái hiện tượng, nó gây tăng nhiệt độ ở đây, nó gây kẹt ở cái vị trí của huyết khối, vị trí của mảng sơ vữa, đặc biệt cái mảng sơ vữa đó có nhiều vôi hóa, đấy là cái biến cố có thể xảy ra. Và chúng ta xử lý là thế nào? Chúng ta có thể đẩy ra để vào không được thì chúng ta đưa thêm một dây dẫn vào và đưa một cái bóng nhỏ nong ra để tạo thuận để rút bơ ra được.
Còn nếu trường hợp không được thì chúng ta phải mời ngoại khoa. Và đây hình ảnh minh họa trường hợp mà bị kẹt bơ đây. Đây là hình ảnh mạch vành rất là vôi hóa rất là nhiều. Và chúng ta đưa cái ra nhìn vừa vôi hóa vừa gấp góc, chúng ta nhìn này, một hình ảnh mạch vành vừa uốn lượn gấp góc và kèm vôi hóa, và chính là cái nguyên nhân này làm cho cái bơ bị kẹt ở vị trí vôi hóa này. Và để xử lý trường hợp bị kẹt này thì người ta đưa thêm một cái dây dẫn và đưa một quả bóng nhỏ nong ở bên cạnh đây để cho nó tác dụng gì, nó mở rộng ở chỗ cái vôi hóa bị kẹt thì chúng ta rớt cái bơ ra ngoài. Và để tóm lại thì các bạn cần lưu ý là có bốn các biến chứng, nhóm biến chứng lớn khi chúng ta tiến hành can thiệp. Biến chứng đó thứ nhất là biến chứng tắc mạch cấp, biến chứng thứ hai là vỡ mạch vành, biến chứng thứ ba là hiện tượng là cái đầu khoan mảng xơ vữa bị kẹt, thứ tư là tắc mạch do dụng cụ từ đoạn xa, biến chứng thứ năm là rơi stent hay biến dạng stent, là bốn nhóm biến chứng các bạn cần lưu ý trong tiến hành can thiệp. Và biến chứng về lâu dài khi đối với cả cái phòng ICU và CCU đó là đột quỵ sau can thiệp. Thì cái vai trò của đột quỵ thì như thế nào? Người ta so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là có đột quỵ và nhóm không đột quỵ, thì tỷ lệ tử vong ở cái nhóm đột quỵ cao hơn hẳn so với cái nhóm không có đột quỵ. Và cách xử lý thì nếu xảy ra đột quỵ thì chúng ta nên một cách xử lý rất là nhanh, càng sớm càng tốt, và phân biệt đây là đột quỵ chảy máu hay là đột quỵ tắc mạch. Và người ta cho phép rằng đây là một cái sơ đồ nói về thời gian khi chúng ta phát hiện là bệnh nhân có các triệu chứng vì đột quỵ, thì cho chuẩn đoán nhanh rằng này cái đột quỵ đấy có thể là do tắc mạch hay không. Thì nếu bệnh nhân đang trên bàn thì chúng ta có thể tiến hành chụp lại hệ thống động mạch não. Ví dụ bệnh nhân đang can thiệp rồi thì chúng ta có thể chụp ngay cả động mạch cảnh hai bên để xác định rằng là có tắc mạch ở nhánh nào không. Nếu chúng ta chụp lên không có tắc mạch thì có thể cho bệnh nhân đi chụp CT scanner, và chụp CT scanner tùy theo hình ảnh là bệnh nhân xuất huyết não hay là nhồi máu não. Nếu xuất huyết não thì chúng ta chuyển vào CCU hay ICU để hồi sức. Còn nếu trường hợp bệnh nhân gây tắc mạch do nhồi máu não thì chúng ta có thể hội chẩn với các bác sĩ về can thiệp thần kinh, rằng với trường hợp này chúng ta có thể dùng tiêu sợi huyết, dùng các dụng cụ huyết khối hay can thiệp nội mạch để can thiệp càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Vì chúng ta biết rằng nếu đột quỵ tắc mạch ta xử lý sớm thì khả năng hồi phục rất là tốt. Còn nếu trường hợp bị xuất huyết thì thường là liên quan đến biến cố dùng chống đông. Vì đối trường hợp chúng ta dùng can thiệp mạch vành mà dùng rất nhiều thuốc chống đông, thuốc chống tiểu cầu thì đem biến cố chúng ta cần lưu ý. Và đây một bảng tóm tắt lại 10 bước để làm giảm thiểu biến chứng khi can thiệp mạch vành. Đó là gì? Chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân rất là cẩn thận và có kế hoạch trước khi chúng ta tiến hành can thiệp. Bác sĩ can thiệp hay bác sĩ điều trị nội khoa bao giờ phải khám bệnh nhân kỹ càng và giải thích đầy đủ, và chúng ta tiên lượng rằng những trường hợp như thế này thì cái khả năng biến chứng gì có xảy ra, và khi xảy ra chúng ta bình tĩnh để xử lý để tránh hiện tượng gì là chúng ta mất phản xạ. Do khi chúng ta gặp biến chứng cái nguy hiểm nhất là lôi chúng ta đờ ra mất rồi, ta không biết xử lý như nào, thì chúng ta cần phải có trong đầu có từng bước rằng đối với những biến chứng này chúng ta từng bước gì chúng ta xử lý. Đứa nào đừng nên quá lo sợ và chúng ta đừng quá chủ quan, thì hai cái thái cực đó có thể dẫn đến cái biến chứng có thể nặng nề hơn. Cái quy tắc thứ ba đó là chúng ta lựa chọn cái guiding catheter hợp lý cho từng cái giải phẫu của từng mạch vành. Và cần quan sát đầy đủ các góc độ khác nhau và chụp một cách cẩn thận trước và sau can thiệp để phát hiện các biến chứng. Và tiếp theo là gì? Chúng ta làm càng đơn giản càng tốt. Chúng ta cần đối với bác sĩ, ở đây bác sĩ can thiệp giỏi là gì? Biến cái điều phức tạp thành điều đơn giản. Chứ chúng ta đừng biến một cái can thiệp đơn giản thành phức tạp. Đó, chúng ta cần lưu ý như thế. Và hơn thế nữa là khi chúng ta can thiệp, chúng ta cần hiểu rõ các dụng cụ chúng ta tiến hành. Các dụng cụ là gì? Chúng ta lựa chọn dây dẫn ra sao, dây dẫn tí từng đối tượng ra sao, bóng, stent, cover trong cái rotaplater như thế nào. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hiểu cái hạn chế của bản thân, của kỹ thuật của từng bác sĩ. Thế là chúng ta phải biết rằng là chúng ta giỏi ở mạch nào, yếu ở mạch nào. Nguyên tắc thứ 8 là chúng ta phải biết khi nào thì nên dừng lại. Cái đấy rất là quan trọng, đặc biệt nếu các bác sĩ chúng ta tiến hành can thiệp CTO chẳng hạn, thì chúng ta có xu hướng là gì? Cố gắng làm đục kỳ hục làm sao đưa được qua tổn thương. Nhưng có nhóm tổn thương rất là phức tạp thì chúng ta biết cái thời điểm để dừng lại, để không làm quá có thể gây biến cố cho bệnh nhân. Và luôn luôn ở mức độ tập trung cao nhất. Đối với các bác sĩ can thiệp thì chúng ta phải có hai cái đức tính cần gì? Đó là cẩn thận và tập trung. Chỉ hai đức tính đấy quyết định rằng chúng ta làm thành công hay không và phát hiện được các biến cố. Và chúng ta học hỏi
các biến chứng này từ bản thân của chúng ta và của những bác sĩ khác. Do vậy, đối với cả ngành tim mạch can thiệp thì luôn có một cái hội nghị ở hội nghị biến chứng, đúng không ạ? Ở cái hội nghị biến chứng đấy thì chúng ta học được gì? Học được cái nguyên nhân gây ra biến chứng, và điều quan trọng nữa là khi biến chứng xảy ra thì chúng ta xử lý ra sao. Do vậy thì nếu biến chứng xảy ra thì các bạn luôn luôn có cách để giải quyết, và nếu không giải quyết được thì các bạn có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn bình tĩnh để xử lý các loại biến chứng có thể xảy ra. Xin cảm ơn.